một cục vậy là 3 kg hả chị Út? 2 kg mấy à? 2 kg mấy, gần 3 kg. Dạ. Đó, quá chị. Trời ơi, tỷ là hút đã luôn hả? Ừ. Xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt lại ở chị Út này cả nhà. Sáng không đi quay á, Ngọc nghe có một chị nói là chị Út bán ở đây khá là nổi tiếng và nhiều năm, mà chị đó là cũng biết luôn, cũng ở quận 11 và cũng biết chị Út luôn nha. Ngày hôm nay thì chị Út bán là món thứ hai, thì thường là đổi món, thường là bún cà ri vịt. Thì hôm nay chị không bán, chị bán sẽ món phở nha cả nhà. Rồi, phở thì cái tủ hơi bị hấp dẫn luôn, tại vì Ngọc cũng đến đầu giờ á, cả nhà thấy không? Đó, mê chưa? Có tái, nhìn lên rất là nổi bật luôn ha. Phở là tái nạm nha, đặc biệt hôm nay để mình sẽ nghiên cứu thử xem coi có kết hợp được với hủ tiếu hay mì gì không, để cho nó phong phú nha cả nhà. Làm luôn đi chị. Nhưng mà chị làm cho em thôi. Thì nãy chị nói là chỉ có mì với lại hả? Có mì với hủ tiếu. Mì với hủ tiếu hả? Thôi vậy thôi em ăn hủ tiếu. Em làm mì nẻ hả chị Út? Mì này mì ủ nè, ăn nó ngon. Mì ủ làm sao chị Út? Cái cọng mì nó dai hơn mì kia. Nó giống như mì chắc 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 vậy. Giống như kiểu dạng mới làm cái mì của người Hoa đúng không? Đúng chị rồi. Xe lại á. Đúng rồi, giống như mì dắt. À. Ăn cái mì này nó dai lắm. Mì ủ hay nghe lạ quá ha. Tại vì em bữa hổm thì em ăn phở của chị rồi, ăn cái bánh phở rồi, nên hôm nay em muốn ăn mì cho nó lạ ăn chút. Nhưng mà đặc biệt là hở top in thì cũng giống y chang vậy nha, có bột viên rồi có nạm, có này có kia, có tái luôn nha cả nhà. Mà màu tím hả, thị trường chứng khoán cao đảo luôn. Quay cho cả nhà, mê ơi là mê là cái món phở. Cho nên thành ra là mình ghé lại, mình không gọi phở dạng tái nạm nữa, mà mình sẽ gọi mì để xem sự kết hợp này như thế nào nha cả nhà. Chị Út là ở số 60 của đường Cộng Trung Học Hân, quận 11 nha. Là khoảng 61 hả? Sao lại quên nữa rồi? Ở chỗ chị Út là 61 của Cộng Trung Học Hân, quận 11 nha cả nhà. 12:30 là chị sẽ ra đây. Đâu giờ hết ra từ ghế quán chị Út ăn luôn. À vậy hả chị Út? Đâu biết đâu. Không biết ai chết liền luôn. Cha này ổng hay làm em lọt hố à. Hôm nay mình lại chị Út thì mình lại gặp anh Sài Gòn dấu yêu nha cả nhà. Là em ruột chị Út hả anh chú? Không. Má em, của chị Út là hả? Em là, thường. Là má là gì? Là em má của chị má của mình. Ủa là cái gì? Cái này là cái tô đầy đủ đó hả chị? Một tô đầy đủ là bao nhiêu chị? 55. Là nó quầy quận 1 người ta bán có 30, người ta bán 55. Có phải có sự khác biệt chứ chị Út ha. Nãy giờ tôi tuổi ra quận 1 ăn á. À, quá trời nhiều topping nè, thịt nạm rồi còn có tái nữa, còn màu viên nữa đúng không chị? Đó, tô 55.000. 55 cành. Sao chị không bỏ 4 cục, mình bỏ 3 cục là được. Không, bỏ 3 cục. Anh hành. Anh dạ. Dấu yêu là không ăn hành phải không? Dạ, anh dấu yêu là hình như không ăn á. Còn em thì bị đủ. Tại anh sợ bị hành á. Thủ thêm mà ổng hành ta cho anh hành ổng. Em là không, không. Dạ, em tới. Em là hiền nhất quận 3 rồi đó nha. Chị không kêu em đi, em chạy qua cho. Chị tô em thêm đầu hành nha chị. Dạ, như là đầu hành vô. Đầu hành trên xung. Dạ. Ủa chị em nói nè, nguyên cục xương như này á là chị cho khách hả? Hay là bán, phải bán chứ, nhiều lắm, bự lắm. Ăn đi, ăn đi, ăn đi đi. Không, nhưng mà nếu mà khách mà là ba mua bao nhiêu một cái? Không có. Khách quen là mình cho mà, không có cái tiền. Khách công ty cũng khách quen. À, vậy là mình bí mật nha, khách quen được cho nha. Mình bí mật chỗ này nha cả nhà. Ăn mở không chú? Không, không, không. Đã sợ mặt rồi, tôi không mở cho bà Duyên thêm được. Mới nói bạn cái quần tụng, tôi cuốn về sợ mặt. Không thể tin được anh ơi, không thể nào tin được ổng đâu. Trời không hành nè. Trời ơi mê quá nè. Đó bên kia là của Sài Gòn yêu, bên đây là của mình.
tô là chị Út bán nhiêu chỗ? 55. 55 hả? Ta mấy chỗ kia bán có 30, chị bán 55 phải không? Ở bao nhiêu nước á? Nước 30 luôn đó hả? Trong đó là cũng có bò viên đó hả chị? Có bò viên, hình như có cái mỡ mỡ là kiểu mỡ nó mỡ nổi đó ha. Wow, nhưng mà anh này nó không có tảng bự hả chứ? Thấy ai? Chị biết em hay liều mà chị dằn mâm sáng kén rồi chị. Ủa chị Út, chị Út có mì không? Hay là chị có bún thôi? Hủ tiếu. À hủ tiếu hả? Hủ tiếu với mì, có mì. Dạ. Bữa nay đái nậu chị là có xương vô không chị? Có. Wow. Ồ, nó chín luôn thôi. Đó, bây giờ là cái này là cái kỹ thuật của chị Út mà rồi. Đúc có từ mấy chục năm qua. Wow. Ừ, cái này là cây cù lẳng. Xương ống á. Xương ống hả? Vậy hả? Ừ. Rồi vậy. Dạ em. Đã vậy. Ê ai? Ủa chị, là như những này thì khách mua hả chị? Bán không chị? Trong đó có tỷ á. Ừ. Không nổi luôn nha. Cục này nặng không chị Út? Chắc hơn 3 kg. Đó, cái lái cây phải đó nha. À lấy cái mấy gân đó là bán được hả chị? Còn lại ví dụ tủy xương là cho khách quen. Cho Sài Gòn dấu yêu. Ôi, nó có gì chứ? Cái khẩu chỉ của đường mẹn á thôi. Cái đường mẹn mình đó. Cục giống vậy là cục 3 kg. Mà hầm hầm lâu không chị? Sáng giờ luôn hả? Hồi lúc 9 giờ thì về là tới giờ đó. À, bỏ vô là từ đây đến chiều luôn. Mình bán. Cái này nó có mỡ, còn cái nạm kia nó có mỡ. Cái nạm lại dụng nó có mỡ á. Cái này. Không? Sao chị không bỏ củ khác mà chị bỏ củ cà ấy? Củ gì? Sao bớt luôn này. Cái bỏ củ gì vô? Củ môn. Chị bán này đây chị bỏ cái môn vô. Về. Có đá ngoài sao không? Bỏ cái gì vậy? Cái gì anh? Có thùng đá bó trên đá ngoài sao á. Cho em ly nước anh Mẫn. Ủa cái phần này là phần... Phần này phần nạm nè. Nạm hả? Dạ. Hồi nãy là nó cũng là nạm luôn hả chị? Nhưng mà cái đó nạt. Còn này nó hơi mỡ mỡ. Cái này nó mỡ mỡ chút. Ngày nào mà không có mình tới là chị Út chỉ buồn. Hôm bữa tôi đi ngang buổi chiều tự nhiên thấy bà ngồi chống càm vậy nè. Sao chị? Buồn không vậy? Buồn không ai chọc á. Không ai chọc á. Rồi bà ngồi thảm lắm, bà ngồi vậy nè. Trời ông cười bánh mía xuông quá không nhỉ? Một cục vậy là 3 kg hả chị Út? 2 kg mấy? Gần 3 kg. Dạ. Đó, quá chị. Trời ơi, tỷ là hút đá luôn hả? Ừ. Tại nhiều quá đó không? Đang từ. Rồi tự nhiên nó hết dung lượng quay cái đồ gì đó. Từ từ. Mở thả mấy bụng vô thùng mà nó mềm lắm rồi, nó mềm thịt. Cái gì? Nó mềm lắm rồi, bỏ vào nó. Nóng quá. Mấy nó đem nó bớt. Dớt vào thau đi, để vào thau đi. Dớt đây ha. Em dớt bỏ đây nha. Ở đó là tay dành ăn hết á.
người ta thấy lấy phải không? À. Thấy là chọn liền phải không? Ai cũng muốn cái cục đó phải không? Anh cho em chứ. Rồi được. Siêu toàn khổng lồ. Ba người sử dụng cục đi. Thôi ba người anh hết hai cục đó đi. Thôi cục thôi trời không hết ăn luôn á. Ăn cho cái ách nó chờ. Lên treo quay chè nó quay chè. Ăn mới. Mấy cục sư lên treo quay chè nó quay chè. Ghê thiệt. Sao mình để xương nhiều quá nó chiếm nước lèo của mình. Dạ. Nên nó phải từng đòn cái này ra cái mình dồn bỏ vô xương mới nữa. Ừ. Chiếm nước lèo của mình. Đâu quá đi. Thấy không? Đó. Thấy chưa? Thấy cận hơn nữa. Có còn đem bắt kiến không? Không. Đang quên mang bắt kiến rồi đó chị. Thì kiếm đó. Bị gãy rộng chứ không phải quên đâu. Cục xương người ta là tới những 3 kg mà không thấy. Chà, cái này là nhiều hầm sơ rồi bây giờ cái bỏ vô. Mềm luôn rồi đó. Ủa mềm luôn hả chị? Mềm lắm rồi nè. Bây giờ có bỏ vô không? Bỏ vô hai cục thôi. Yeah. Không? Hình như tính tiền. Bỏ đi. Mê quá. Bỏ cho con đây. Cái xương quá mê quá mê dạ. Luôn. Đâu lấy đâu? Có liền 2-3 cây đi trên cái cậy á. Ừ, chị bỏ cái túi gì vậy? Túi vị nấu phở á. Nghe vậy? Bí mật nằm đáy nồi phải không đó? Cái túi đó tầm linh không chỗ? Còn nó làm cho tôi chơi ngãi gì tầm linh. Ủa thế hả? Cái túi đó là cái túi gì mà chị bí ẩn mà chị không dám tiết lộ cho người dân biết vậy? Làm như tôi bỏ ngại như bí mật. Cái túi đó là chị Út nói là không thể tiếp. Trời ơi nhìn cục xương này xỉu ngang vậy trời. Cục xương này là 3 người. Ý, ý, mất đâu? Mất giá như tôi quần. Có thêm một miếng rau vô. Hay da yên độ hà, giá nha cả nhà. Có một tô của chị 55.000. Theo Ngọc vậy là ok, tại vì nhiều topping. Có tái, có nạm, có viên. Ôi mì nè. Mình tạm gọi món này là món mì bò viên. Mì bò viên, mì bò viên. À bò là thịt bò, viên là có cái viên bò nữa nha cả nhà. Đây là mì bò viên, giận quá trời luôn. Em đi cho tôi cái tô của Sài Gòn viên. Đây là cái tô của Sài Gòn dưới. Tô không hành. Nhiều giá. Hết lỗ giá con ta luôn rồi. Kết hợp vậy cũng ngon chứ bộ. Cái nước chị Út nên mà lúc nào cũng đậm đà. Bữa hổng giờ là mình ăn nhiều lần. Mình đã nói với cả nhà rồi ha. Nhưng mà sẽ ăn. Trời ơi sao chị bỏ cái giác mì nhiều quá vậy ta. Tô này làm ăn sao ăn cho hết. Người về nó ngàn trùng. Thầm thầm. Đang quay. Đang phục vụ âm nhạc hay gì? Không, cái hộp này cũng được. Nhưng mà cái sợi mì này á, là mình nghĩ là nếu mà gọi thì ăn liền nha. Chứ để lâu nó sẽ bị mềm á cả nhà. Không quá dai. Để như là mì trứng mà làm sẵn của người Hoa. Không, mì trứng mà mới làm á. Lăn bột xong rồi làm hết kéo sợi của người Hoa. Cả nhà học nghĩ là như vậy nha. Hay ông hỏi chị Út thì chị Út cũng nói là như vậy. Nó là kiểu làm mới chứ không phải là dạng đóng bọc mà thành cái lọn lọn nhỏ nhỏ mà bán ở trong bịch. Ngon không anh Sài Gòn Nhú Yêu? Không nói lời nào luôn á. Trời ơi miếng tái quá bổ luôn hả? Siêu mềm, siêu ngọt. Nước chấm thì chị nêm cũng ngon. Tại vì nước chấm này là chị đã pha lại rồi. Nên cái tương nó ngon với thêm miếng sa tế là quá ok. Không có thể rời thật ra. Quên mặt, ba đang ngồi chung cho vui. Phải ngồi em hả? Phải ngồi mình buồn khung hình. Vô tiếng mình. Vô cho nó kính khung hình. Không muốn nổi tiếng. Vậy chứ giọng cười là nổi tiếng khắp cộng đồng mạng. Cái gì vậy?
ngon quá. Cái phần tái này rất là ngon luôn á cả nhà, tại vì nó mềm, kiểu nó vừa tới á, chị cũng không có trụng lâu nữa nên nó giữ được độ ngọt ha. Còn quá trời nhiều luôn. Ở đây là chị còn cho thêm nữa. Xí tiền nha, cái này là chỉ có thể là những khách quen mới ấy nha cả nhà. Có thể là nhiều lúc á hỏi á, nhiều khi là sẽ hết thì khách... Thôi đừng làm nổi tiếng. Đây ha, bây giờ mình sẽ xẻ cho thêm nè. Giờ mình xẻ ra hả? Nhưng mà dao được đúng không? Lắc hả? Đây mình sẽ cho cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Thôi nó mềm xèo luôn à. Đúng rồi. Ừ, nó kiểu là chị Út làm hầm lâu rồi, lấy cái nước ngọt từ cái xương ra bên cái nước dùng. Còn lát nữa cái này là lấy cái ống hút hút hết luôn á. Còn cái này á, còn lại là giống như cái phần gân gân nó cũng mềm ra rồi, nó mềm nó dẻo rồi. Thằng lên là cả nhà, trời ơi cái này là phải lấy ống hút chân châu á, chân châu đường đen á, bỏ vô đây hút nó mới đã chứ. Nó ngập cuốn hồng mới ngập miệng nha cả nhà chứ hả, ống hút bình thường là hút không nổi cái này đâu. Trời ơi, cục xương nặng lắm, 2 kg mấy mà. Rồi, cảm ơn cô chú á. Cái phần gân này cũng ngon nữa nè, nó nói chung là cơ bản này nó bung ra rồi, ăn nó rất là đã luôn cả nhà. Mình sắc sơ sơ để hồi để vô phở ăn luôn nha. Xí tiền cái này là hả, cả nhà lại nói chung là chắc khách quen thì mới chị Út mới chùa được nha cả nhà, chứ đâu không có nhiều nha. 1 cục, 2 cục, 3 cục chị Út thầm khoảng bao nhiêu ký ta, nãy cũng quên hỏi mất tiêu rồi. Khoảng 3 ký xương bự như thế này, cho nên thành ra là nhiều lúc là lâu có khách á, khách nhiều thì sẽ hết rồi. Chết rồi, con này lại không nổi luôn. Ngon nhưng mà do là nhiều quá, nhiều phần bún, nhiều phần topping quá, nhiều phần mì quá. À, sợ ăn không hết, y con không. À, ở đây á, chị Út bán thì là khoảng cỡ chừng 1 giờ đi, 1 giờ tới một rưỡi là có ăn chắc chắn. À, 1 rưỡi là chắc chắn là có ăn đó cả nhà. Thì đúng 1 rưỡi là cả nhà đến đây ha. Hoặc là ở xa thì có thể là điện thoại chị Út nha. Hồi nãy trên cái menu mà quay phim có quay á, thì sẽ có cái số điện thoại luôn. Thì điện chị Út, hoặc là chị Út sẽ ship ở ngoài để cho cả nhà tới nhà ha. Chứ ở đây thì chị Út không có trên app đâu nha, nên là cả nhà mình lưu ý. Mà sẽ ăn tiếp. Đây tô quay phim nè, nhiều hành nè. À, còn nguyên luôn hả? Để dở lại một cái nữa rồi bye bye cả nhà nha. Đây. Quá trời quá đất không? Thịt nè ha, nạm nè ha. Rồi hả? Tái. Rồi 3 cục bò viên. Vậy là tô này 55.000 xứng đáng không vậy? Sài Gòn nhớ yêu. Đó, gật đầu xứng đáng. À. Ở chị Út là số 61 của Công Chúa Ngọc Hân nha, quận 11 nha cả nhà. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo.